được mà cái con mà nó thương mình thì cũng quá đến nỗi. Dạ, yeah. Con thương thì đỡ không hay ha? Ừ. Sợ nó bỏ nó đi chơi. Ông Hai có khi nào kêu con ông Hai ở đây với ông Hai không? Hả? Ông Hai có kêu con ông Hai ở đây nấu cơm cho ông Hai ăn không? Có kêu nhưng mà tụi mày đi chơi thì chơi chứ mới nhớ mới về mới nấu nướng rồi cho tao ăn nha. Cái tao là mới già rồi tụi mày mừng chặt cái là khỏi ăn á. Công việc mà ở tuổi 92 rồi còn phải làm những công việc như vậy đây cô chú anh chị. Là bà Hai bệnh bao nhiêu năm là ông Hai phải giặt đồ bao nhiêu năm vậy đó. Đúng không ông Hai? Dạ. Có khi nào con ông Hai về giặt phụ cho ông Hai được ngày nào không? Nó cũng có vậy nhưng mà mấy bữa đó thì nó để đi uống rượu ngon hơn giặt đồ. Trời. Câu chuyện đời nhiều bất hạnh, những nỗ lực đi tìm con đường sống cho mình và người thân, những tình cảm sẻ chia từ lòng nhân ái, xoa dịu nỗi đau thương hướng đến một tương lai. Tất cả hãy cùng chung tay với bà con nghèo, hãy đến với chúng tôi. Dạ Nghĩa mến chào quý ông bà cô chú anh chị các bạn trở lại kênh Nghĩa Phước Vlog. Nghe xin gửi lời chúc quý ông bà cô chú anh chị các bạn luôn vui khỏe và hạnh phúc bên gia đình ạ. Thưa quý ông bà cô chú anh chị, hiện giờ Nghĩa đang có mặt tại tỉnh Hậu Giang và bên đây là nhà của ông cụ 91 tuổi nuôi bà cụ 85 tuổi nằm một chỗ đây cô chú anh chị. Thì hôm nay Nghĩa đến đây trước là thăm ông bà cụ cũng như gửi món quà của cô lành ở bên nước Mỹ cô chú anh chị. Khi Nghĩa đến đây thì bắt gặp được hình ảnh của ông cụ đang giặt đồ dưới sông đây. Nghĩa mời quý ông bà cô chú anh chị các bạn cùng Nghĩa tiếp tục video ngày hôm nay của trò chuyện của Nghĩa với ông cụ đây ạ. Dạ con chào ông Hai. Dạ. Ông Hai nhớ con không? Nhớ vậy bà mà không có nhớ tên. Nhớ mà không nhớ tên. Ừ. Ông Hai nhớ con làm sao? Nhớ gặp bà con cũng là vui vẻ này nọ nhà có túi đó. Con lại đây mấy lần rồi đó ông Hai nhớ không? Nhớ mấy ông... lần, hai ba lần vậy. Dạ. Ông Hai đang giặt đồ hả? Dạ. Giặt đồ cho bà Hai không Hai? Dạ. Ông Hai sáng ăn gì chưa? Dạ ăn rồi. Ông Hai ăn rồi. Còn bà Hai ăn chưa ông Hai? Bà Hai bác cũng ăn rồi, cho bà ăn rồi. Dạ. Bữa nay ông Hai cho bà Hai ăn sớm hơn mọi bữa. Dạ. Là ông Hai ơi, con hỏi ông Hai nè, là thường thường người ta đi bán qua lại con kênh này không Hai? Ừ. Rồi ông Hai xuống đây ông Hai đón mua của anh ta hả? Ờ, mua. Dạ. Rồi xuống đây đón mình kêu người ta lại mình mua. Mua. Dạ. Hồi đó là ông Hai nhớ không? Ông Hai đó ông Hai giăng lưới dưới đây nè. Rồi mà thời gian gần đây ông Hai còn giăng lưới nữa không? Trời ơi, cái này hết dám đi giăng rồi. Hết dám đi giăng rồi. Ừ. Là giờ mình có học đồ ăn này kia thì mình cứ kêu ghe lại mình mua thôi. Mua. Dạ. Chứ mấy đứa nhỏ nó không có cho mình. Dạ. Nó nói mình xuống đó mà ông trật tay cái ông lọt cái xong cái là ông chết. Dạ. Rồi con ông Hai có gửi tiền cho ông Hai không? Trời ơi, nó gửi dữ lắm. Nó gửi bà ngoại thân nó còn không gọi mà. Không có gửi cho ông Hai hả? Không có gửi tôi đâu. Rồi ông Hai với bà Hai là chỉ dựa vào tiền nhà nước cho hàng tháng thôi ông Hai ha? Dạ. Yeah. Dạ, ông Hai có nhớ là được nhiêu không ông Hai? Trời ơi, không nhớ. Không nhớ luôn ha? Bị dốc luôn. Ừ. Ông Hai giờ là con xin lỗi ông Hai là lúc nhớ lúc quên ông Hai ha? Dạ, quên. Trời ơi, mà ở đây nắng quá trời luôn. Thường thường là ông Hai giặt dưới đây không á hả? Thì giặt đây không thì chứ có giặt ở đâu đâu. Dạ. Hình ảnh ông cụ, ông Hai là Tết này là 92 đúng không ông Hai? 92. 92 tuổi đây cô chú anh chị. Ngày ngày là phải nấu cơm nè, giặt đồ nè, làm đồ ăn nè. Rồi gì nữa ông Hai? Hả? Rồi mần cỏ nữa nè, sao ra, cho sao ở ngoài ruộng nữa. Dạ, yeah, mần cỏ, rửa chén đồ này kia, có thời gian nào ông Hai nghỉ tay được không? Nghỉ tay, mình muốn nghỉ tay thì nghỉ, chứ không có buổi nào mà nghỉ không được hết. Dạ, yeah, muốn nghỉ thì nghỉ thôi, chứ công chuyện cũng nhiều ông Hai ha. Yeah. Tại vì có mình ông Hai mà phải chăm bà Hai nữa. Thì cỏ này gần nhà nó bò vô này cũng thấy không có sạch cho nên cũng ra đó làm. Dạ. Yeah.
Ngày trước là ông hai đi kiếm cá, cô chú anh chị. Đi giăng lưới nè, đi đặt lờ. Cá ngoài ruộng, cá dưới sông luôn. Ừ, cá dưới sông, cá gì nào cũng làm được hết trơn mà mấy cái nhỏ nó không cho. Dạ. Yeah. Mấy nói ông xuống đó là ông té, ông chết á. Dạ. Nhưng không cho đi làm, phải cho tiền này, không cho tiền nữa. Nó thì mừng. Ý là không cho ông hai bắt cá thì phải cho tiền, ông hai có tiền mua cá ăn. Có, cũng đây ra là mình không ăn không được ngon không. Dạ. Ông hai lúc này ngủ ngon không ông hai? Sao cũng không được ngon không? Không được ngon ông hai ha. Ừ. Dạ. Trời ơi, nó lạnh gì mà nhức tay không ấy. Nhức tay không hai? Nhức tay, nhức chân. Trời ơi. Ngoài giặt đồ như vậy thì ông hai còn rất nhiều công việc, cô chú anh chị, như nãy Nghĩa nói đó, rửa chén nấu cơm, mà những công việc trong nhà mà cô chú anh chị ơi, ông hai giờ là lúc nhớ lúc quên, lúc nhớ lúc quên. Đôi khi con xin lỗi ông bà cô chú anh chị, có lúc mà con xuống đây thì khi ông hai gặp bà hai kêu bà hai bằng mẹ luôn nữa, thì đau lòng lắm. Khi nhưng mà những người con của ông hai thì ai cũng cuộc sống khó khăn, nghèo quá, không có về đây để mà chăm lo được cho ông bà hàng ngày được. Cho nên là công việc mà ở tuổi 92 còn phải làm những công việc như vậy đây, cô chú anh chị. Là bà hai bệnh bao nhiêu năm là ông hai phải giặt đồ bao nhiêu năm vậy đó. Đúng không ông hai? Dạ. Có khi nào con ông hai về giặt phụ cho ông hai được ngày nào không? Nó cũng có vậy, nhưng mà mấy bữa đó thì nó để đi uống rượu ngon hơn giặt đồ. Trời ơi, để đi, thà đi uống rượu chứ không có giặt đồ. Rồi con hỏi ông hai, như tiền hàng tháng nhà nước cho mình vậy đó, đủ xài trong tháng không ông hai? Thì mình nghèo thì cũng phải gán cho nhà nước giúp đó, thì mình gán mà theo cái vấn đề của trời ơi, mới ổng cho được một mớ nào nên mới nấy mừng lắm chứ. Dạ. Yeah. Là cũng như có nhiêu mình xài nhiêu ông hai ha. Chứ không có đòi hỏi gì. Dạ. Yeah. Rồi thường thường con hỏi ông hai là thường thường ông hai nấu gì cho bà hai ăn? Dạ, nấu canh. Nấu canh, có cá thịt gì ông hai? Thì cũng gắng đi mua. Dạ. Yeah. Mua triệu cái rồi mình trả, hai ba bữa mình trả. Dạ. Yeah. Trời ơi, không có tiền là đi mua triệu, còn có tiền thì đi đem trả người ta. Ờ. Vậy thôi mua ăn. Bữa nào con xuống ông hai nấu cơm, con với ông hai nấu cơm ăn nha. À, nấu cơm ăn ha. Ông hai thích ăn món gì nhất? Ông hai nói đi, con biết, con mai mốt con xuống con mua con nấu với ông hai ăn. Trời ơi, cái gì cũng được hết trơn, trời sao tôi cái gì tôi cũng làm được hết trơn luôn. Nhưng món thích chứ con hai là món gì? Ông hai nói đi. Có tép à. Tép. À, ông hai thích ăn tép. Nắng không cô chú anh chị? Đây cái con kênh này ngày trước cá dữ lắm, hiện giờ cũng còn cá nhiều lắm. Ngồi đây mà nghe nó ụt, thấy ụt nhóc luôn. Trời ơi, cá dữ mà. Dạ, nhưng mà ông hai giờ lớn tuổi quá không có đi bắt được. Đi bắt rồi đúng, con nó không cho. Dạ. Hồi đó lúc mà còn khỏe là đi bắt nhiều lắm không ông hai? Trời ơi, bắt cá dữ lắm rồi. Dạ. Mình cũng giăng lưới vòng vòng đây ông hai ha. Ở giăng lưới. Giăng dạ. Lưới mà giờ mình không giăng lưới, nó nhỏ nó không cho đi. Dạ. Nó mới dướng cái cây là ông kéo xuống đó rồi ông làm sao ông lên. Yeah. Thành ra con thấy ở trên nhà ông hai là kéo chiếc xuồng lên bờ luôn rồi. Đó là cái công cụ để ông hai đi bắt cá rồi chú anh chị. Chiếc xuồng với cái tay lưới. Bây giờ ông hai, con ông hai không cho đi nên ông hai kéo chiếc xuồng lên bờ luôn rồi. Coi như là nghỉ đi bắt cá bắt đồ luôn rồi. Này tới xả đồ. Tội nghiệp mà cái con mà nó thương mình thì cũng quá đến nỗi. Dạ, yeah. Con thương thì đỡ ông hai ha. Ừ. Sợ nó bỏ nó đi chơi. Ông hai có khi nào kêu con ông hai ở đây với ông hai không? Hả?
Ông hai có kêu con ông hai ở đây nấu cơm cho ông hai ăn không? Có kêu nhưng mà tụi mày đi chơi thì chơi chứ mày nhớ mày về mày nấu nướng rồi cho tao ăn nha. Chứ tao là mày già rồi tụi mày mừng chặt cái là khỏi ăn á. Rồi con ông hai nói thì sao ông hai ơi? Con nó nói trời ơi vậy thì để con ở nhà. Con mừng một buổi. Thì để một buổi đó để nó mừng. Nhưng mà con xuống đây không có lần nào con thấy con ông hai ở đây hết. Có một lần một có cái chị gì đó, chị Sáu chị gì. Nó mới nghỉ ngày hôm qua hai bữa rồi đi nha. Dạ, có lại đây không hai ha? Có lại rồi. Dạ. Cũng như cách vài bữa lại dọn dẹp phụ ông hai một bữa. Ờ, rồi. À, còn phải đi làm kiếm tiền ông hai ha? Còn phải làm kiếm tiền chứ trời cái nghèo mà. Dạ. Ta nói đứa nào mừng tiếp tao thì tao mang ơn. Dạ rồi giá mừng chúng ăn. Tôi mới đi chơi ở ngoài đó mới đêm hôm. À ông hai đi chơi hả? Ừ. Đi chơi mà phải có được lâu đi chút xíu mà về. Dạ ngoài đó đám á sao ông hai? Đám hồi tối giờ đám cưới. À ông hai đi đám cưới nhưng mà đi cũng tranh thủ về lo bà hai ông hai ha. Ừ lo cho bà chứ. Dạ. Khổ lắm cô chú anh chị khi những ông bà cụ lớn tuổi mà phải tự sống tự lo thân vậy nè. Tay chân thì không còn nhanh nhẹn như thời trẻ nữa. Rồi những công việc thì chậm chạp hơn, rồi rất là khó khăn. Rồi khi về đêm là ngủ thì bị những cái căn bệnh như nhức nó hoành hành, rồi cái đau nhức suốt, ăn uống thì không có thấy ngon miệng như lúc trẻ nữa cô chú anh chị. Nhiều ông bà cô chú anh chị nghĩa tới thì thường than là ăn không có ngon. Con thường con hỏi ông bà cụ á có thèm ăn gì không, ông bà cụ thường trả lời con là giờ ăn không còn biết ngon nữa do tuổi lớn ông hai á. Dạ rồi cũng như là đói thì ăn thôi chứ nói mà ăn ngon như hồi trẻ nữa cũng không có ngon. Trời nó rớt xuống lại ông hai ơi. Ông hai dắt ở trên nó rớt lại xuống dưới nữa. Mình phải bỏ rồi chứ đâu có. Yếu trai rồi mình không nổi. Ông hai đổ nước đó bỏ đi. Đây con múc cho. Đây con múc cho ông hai giấu giấu không được đâu. Ông hai lên phía trên này đi, ông hai lên trên này đi, rồi con dưới đây con ấy cho. Ở đây đi. Đây con gửi cái mít cho ông hai cái nha. Một lần ông hai giặt con nghĩ là lâu lắm đó. Lâu. Dạ. Cái tay yếu rồi ông hai ha. Cái tay yếu rồi. Mình dắt nó không có mạnh nữa. Mấy bữa ông hai mới giặt bữa ông hai? Hả? Mấy bữa ông hai mới giặt đồ một bữa? Mình nó xài ít á thì mình làm mà nó hơi dài lâu một chút. À bà hai xài ít á thì lâu một chút. Ừ, xài nãy chứ mau quá. Mặt nào nay mờ mần nữa, cái rồi vậy cái rồi tắm rửa này kia nữa. Dạ. Nó nhiều lần. Xài nhiều thì mau thì giặt mỗi ngày luôn. Ừ. Phải có người con người cháu ở nhà giặt cho ông hai đỡ. Trời ơi nói gì. Lên ông hai, nắng quá ông hai ơi. Dạ.
Tôi bưng cho. Rồi con bưng cho. Ông Hai phơi ở đâu? Hả? Ông Hai rửa tay cái gì con múc miếng nước cho ông Hai rửa. Sao nè? Đang nói sao đó. Rồi ông Hai không mang dép. Quên rồi. Ở cái đường ở ngoài người ta làm là đá không là đau chân đó. À ông Hai phơi bên đây đó hả? Ờ phơi. Ông Hai làm cỏ hay làm bên đây? Làm ngay. Dạ. Rồi cái nước cái lu nước này ông Hai sao ông Hai xách hả? Xách lên rồi để đây mình muốn tưới cây nào đó. Ủa ông Hai xách nước ở đâu lên lu này? Dưới sông. Trời ơi. Dưới ấy đó. Ông Hai đi xách nước dưới sông bỏ vô lu này hả? Ừ. Xong hai xách nổi. Đâu có mình xách như nhỏ nhỏ vậy. Thùng ở cái thùng nhỏ vậy. Nhưng mà mệt lắm. Mệt thì mệt rồi cái mà mình phải dám như sao vậy? Trời ơi. Xách lần đầy luôn không hai? Đầy ạ, xách đầy mà. Lâu lắm á. Mình ơi. Mình xách thôi cái nghỉ một chút nữa. Trời ơi. Con cứ tưởng là nước này có cái đường nước hay gì nào đem vô trong hai. Rồi có đường nước đó, có đường nước đó mà nó hư rồi. Nó hư rồi. Ừ. Cho nên là giờ là ông Hai phải xuống sông xách nước. Ờ xuống sông xách nước. Ông Hai phơi có móc gì không ông Hai? Hả? Máng vậy hả? Có móc chứ. Ông Hai lấy móc cô chú anh chị. Trời ơi, cái từ dưới sông mà cô chú anh chị thấy ông Hai đi còn không có vững nữa. Mà phải xách nước lên cái lu này. Không gầy, con Nghĩa nó đi qua đây, cứ tưởng là cái ống này nó có một cái gọi là đường nước lên. Rồi mở qua nó không có nước rồi. Là không có nước cô chú anh chị. Cho nên là ông Hai phải xách từ dưới sông lên trên này. Nhưng mà ông Hai đi không có vững cô chú anh chị, rồi đi xách nước mà một đầy cái lu này ở sức thanh niên mà sức đầy lu mà đi từ cái khoảng đường từ dưới đó lên đây cũng còn thấy mệt rồi mà ông Hai phải xách. Rồi giặt đồ nè, rồi rửa chén, rồi nấu cơm cho bà Hai. Đôi khi thì Nghĩa tới á, những lần tới thì thấy ông Hai cho bà Hai ăn trễ thì cũng nói là sao ông Hai cho bà Hai ăn trễ vậy. Nhưng mà hôm nay có lẽ là Nghĩa hiểu một điều là do buổi sáng ông Hai phải tất bật với những công việc như vậy đó. Rồi tới lúc trưa thì mệt rồi. Nên không có làm kịp cái giờ cơm cho bà Hai. Nên bà Hai cứ kêu ông Hai suốt vậy đó. Lần nào tới thì bà Hai cũng kêu, lần nào tới bà Hai cũng kêu. Ông Hai ơi tôi đói rồi, ông Hai ơi tôi đói như thế đó. Thì hôm nay Nghĩa đến đây tình cờ gặp ông Hai cảnh giặt đồ và hiểu biết nhiều hơn về cái công việc của ông Hai hàng ngày. Từ... Dạ, ông Hai để con. Từ xách nước rồi nấu cơm. Bởi vì con ông Hai quay mặt qua đây nè ông Hai, ông Hai quay mặt nè. Con nói ông Hai nghe nè, là buổi sáng ông Hai làm rất là nhiều việc đúng không? Dạ. Cho nên là những lần con tới á, những lần con tới là ông Hai mới rảnh tay để lo cơm cho bà Hai. Dạ. Dạ. Tại vì mỗi lần mà ông Hai xách một cái lu nước là rất là lâu. Ông Hai giặt một đồ bà Hai cũng rất là lâu. Dạ. Rồi rửa chén nào này kia. Cho nên là khi mà ông Hai xong việc là con nghĩ là chưa lắm đúng không ông Hai? Chưa. Dạ. Và mỗi ngày ông Hai đều làm vậy hết á hả? Ở 9 giờ 10 giờ làm rồi bắt đầu làm rồi. Dạ. Rồi tới giờ trưa là khoảng 12 giờ 1 giờ ông Hai mới có cái thời gian rảnh để nấu cơm bà Hai ăn. Dạ. Dạ. Rồi con hỏi ông Hai ơi, giờ buổi chiều ông Hai có làm gì thêm không ông Hai? Buổi chiều thì là lo đi dọn dẹp cái đó đó. Với mương này không Hai? Ừ, đang cho nó ăn. Cho cá, ông Hai nuôi cá hả? Nuôi cá. À. Ở đó ông Hai nuôi cá gì ông Hai ơi? Cá thác lát. À. Thác lát ở đây ông Hai kiếm được gì cho cá nó ăn không Hai? Hả? Rồi cá thác lát ở đây ông Hai kiếm được gì cho cá ăn? Mua nhà nước. Không, ý là ông Hai mua thức ăn hả? Ừ. À. Ông Hai mua thức ăn cho cá thác lát ăn. Ừ. Trời. Lát nhà dinh thì có đủ. À là ông Hai nuôi đây để dành mình bắt ăn hả sao ông Hai? Không có bắt ạ. À. Đúng giờ giấc ổng bả mới cho mần ăn ạ. À. Ông nào ông Hai? Thì ông già nhà tôi á, già ổng chết rồi đó.
Đúng giờ ông cụ mới cho bắt cá ăn. Con hổ hay nãy giờ giặt đồ mệt không? Không, cá mệt thì mình cũng phải gán chứ. Yeah. Mình bỏ được. Yeah. Rồi con hổ hay nè, giờ giặt đồ xong rồi từ đây tới chiều là ông hay làm công việc gì nữa không hay? Còn mặn gì nữa, thì bây giờ đi bằng cỏ đó. Bằng cỏ bên đây? Ừ. Hôm nắng quá ông hay nghỉ đi, nắng ông hay đừng làm. Không làm rồi để nó lùm xùm. Nhưng mà lúc này nắng lắm, ông hay tranh thủ buổi sáng một chút thôi, ngày một chút chút. Ờ thì đó tôi mừng nó vậy đó. Chứ giờ này nắng lắm, ông hay ra đó, ông hay không có đội nón nữa. Dạ. Yeah. Rồi nắng rồi mệt, rồi vô không có nấu cơm nổi cho bà hai ăn nữa. Thì vậy đó. Dạ. Rồi củi đồ đây này kia ông hai cũng kiếm vô. Ờ kiếm vô. Dạ. Còn ba cái củi này da này mà không nổi. Thấy đứa cháu á. Tấp xuống luôn. Ờ à, lại nó tấp xuống cho nó mà tiếp. Dạ. Cô chú anh chị có thể thấy ông hai là rất là nhiều công việc trong nhà, chăm lo bà hai cũng như là công việc nhà đó. Nhưng mà trước sân là rất là sạch ông hai ha. Yeah. Cái sân rất là sạch luôn, không có, hầu như là cái sân này con nghĩ là ông hai bằng cỏ rồi có quét dọn sao á, cho nên nó rất là sạch. Dạ có quét. Dạ. Quét dọn. Rồi cái đó bây giờ nó hư rồi đó, chứ không hư là ở một khỏi, mình ở dưới mình bơm lên. À hư cái ống này không hai? Dạ hư. Cái ống nó bị lủng hay sao không hai? Ừ nó hư. Để con coi con thiết kế cho ông, chứ để ông hai xách nước về mệt lắm. Ừ. Nó ở trong. Dạ. Bà hai là kêu ông hai suốt vậy đó. Dạ. Chứ kêu, bà kêu cho mình cũng quên đấy. Không phải là mình nhớ hoài. Dạ. Nhưng mà kêu hoài vậy đó. Dạ. Ông hai dẫn con vô thăm bà hai luôn đi. Rồi hồi con coi cái đường nước ông hai ra sao cái. Ông hai có hai cây ớt trái quá trời luôn à. nước ở dưới sông, lấy dưới sông à. Dạ. Yeah. Nè. Cái ống này nãy con mở không có nước lên ông hai ơi. Không có, nó hư thôi. Dạ nó hư. Nó hư đâu ngoài này nè. Ừ. Sạch sẽ cô chú anh chị, ông hai ở sạch lắm. Trời ơi, bà hai bà kêu ông hai. Sáng nay ông hai nói ông hai với bà hai ăn cái gì ông hai? Cá lóc. Dạ. Cũng ngon. Dạ. Yeah. Ông hai cũng ráng mua rồi gì cho bà ăn. Trời ơi sao ông hai nấu cái gì đây? Trời ơi sao mà tôi nấu mình ấy không được không? Tôi nấu cái này là cơm hả cháu ông hai? Cháo. Cháo nó không có nhừ. À. Là ông hai thèm cháo hả? Thì cháo thì nấu cháo, chứ giờ mà nấu cơm thì không biết nấu. Ông hai không biết nấu cơm hả? Ờ, rồi nấu cái rồi nó khét này kia nữa, ăn không được. Rồi giờ ông hai nấu cháo. Ừ. Ồ, cá lóc. Cái này nồi cháo hay gì nè ông hai? Nồi cháo. Cháo có bún rồi nè. Ờ. Nhưng mà... Thì nó gửi về đó. Như vậy ăn đâu có... Vậy ăn sao ngon không hai? Đâu ngon miệng đâu. Vậy chứ nó gửi về thì giờ mình nấu gì? Giờ mình già rồi, giờ thôi mình nấu. Cháo lại đó. Yeah, nấu cơm là sợ khét. Dạ. Yeah. Khét rồi đó, nấu 10 cái là khét hết trơn. Giờ nấu cơm là không được. Yeah. Nhưng mà chỉ là nấu giống vừa cơm vừa cháo vậy đó thì có nước nhiều nó không có khét. Ờ. Dạ, trời con hiểu rồi. Thì không phải là cháo mà cũng không phải là cơm. Yeah. Tại vì nếu mà nấu giống như cơm thì ông hai nấu bị khét, ăn không được. Bị khét. Nó còn cháy chân luôn. Phải thành ra phải để nước nhiều. Yeah. Cho nó đựng khét nhưng mà nó chín cái hạt gạo. Yeah. Ông hay ăn thì giống là nửa cháo nửa cơm, con hiểu rồi. Trời ơi hôm gầy con lại mấy lần mà bữa nay con mới hiểu nhiều câu chuyện của ông hai. Dạ. Còn cái nồi cơm điện là ông hai không có nấu được mày, với lại là con cháu ông hai cũng không cho ông hai nấu cô chú anh chị, tại vì điện nè, ông hai cũng lớn tuổi nữa, chứ ông hai có cái nồi cơm điện nhưng mà con ông hai không có cho nấu ha. Nó không cho nấu, mình ghim vô rồi nó ảnh nó sợ. Dạ. Nó sợ mình là mất bậy bạ này kia nọ, điện nó nguy hiểm. Điện nguy hiểm. Dạ. Ừ, cho nên là khi nào con cháu về thì lấy nồi đó ra nấu. Còn ở nhà thì ông hai tự nấu bằng những cái bếp củi sau lưng này. Ờ, nấu bếp củi. Dạ.
Rồi cá đồ ông hai còn mặn được hả? Còn, còn mặn được. Dạ. Vậy cháu già không mặn là rồi ai mặn? Dạ. Bả thì già rồi. Dạ. Ai? Bà nói gì ông hai? Con với ông hai lên thăm nói bà gì không nghe chứ. Lên đi đừng nghe, đừng cho anh đi ông hai đi, đừng có dơ cái nhà của ông hai nữa. Trời ơi, rí dơ rí cái. Dạ. Trời ơi. Chiều bữa nào xuống đó. Sáng. Ông hai ở sạch lắm cô chú anh chị. Dạ. Có hai bé chó nè. Ông hai hỏi bà hai kêu gì ông hai ơi. Lần nào bà hai cũng kêu hết chứ. Lạnh. Vậy lạnh hay vậy? Ủa lạnh sao mà không kéo cái này xuống? Bà hai có đắp mền không hai? À, đắp à, bà đắp à. Nghe sao bà hai con nghe bà hai nói lạnh? Ờ thì lạnh đó mà nó cũng lạnh à. Dạ. Tôi đắp đây nó cũng lạnh luôn. Dạ. Bữa nay khỏe không bà hai ơi? Khỏe. Khỏe ha. Sáng giờ bà hai ăn gì chưa? Chưa. Trời ơi. Không có tên ăn chưa. Nãy ông hai nói bà cho bà hai ăn rồi mà. Đâu có à. Rồi. Bà cho mà không có ăn. Cho mà không có ăn. Ừ. À là chưa có ăn. Chưa có ăn đó. À. Cho rồi. Lạnh quá chưa không có mền đâu. Ờ lạnh quá không có mền đắp. Bà đang đắp cái mền luôn kìa. Còn có đắp mền mà. Đắp gì chưa. Đó. Bà đang đắp cái mền luôn đó. Có đắp mền phải không hai? Có. Có đắp mền rồi và nó đang lạnh. Nên là cái cửa này cũng đóng lại không có gió vô nè. Ờ. Đóng cửa suốt nè. Dạ. Cái đồng hồ ông hai bữa nay chạy ngon lành nè ha. Ờ đó đó. Bữa ông hai pin có mấy cục pin luôn để đó, ông hai nhớ nữa lấy ra thay nha. Rồi coi coi có chú nào lại. Con đó. Chú này em bữa hai nè. Vậy đó. Con lợi ông hai pin đồng hồ cho ông hai đó. Hai, ừ bây giờ đó, nó có hai cái rồi. Dạ. 10:30 đó ông hai. Dạ. Yeah. Cũng chặt luôn rồi. Hả? Giờ này gần 11 giờ rồi. Rồi để hồi con dặn lại cho. Bà hai tháng lạnh hả? Bà lạnh à. Bà hai có muốn ông hai cho ông bà hai ăn gì không? Bà hai nói chuyện luôn. Hả? Về con với ông hai ra đây cho bà hai nghỉ ông hai ơi. Nghỉ gì? Nghỉ quá. Ngồi đây đi ông hai ơi. Ông hai ngồi với con nè. Hết. Chắc hết thuốc rồi. Dạ, yeah, giờ còn có ông hai với bà hai là hữu hỷ với nhau. Dạ. Yeah. Yeah. Cái đó là cái nghĩa vợ chồng đúng không hai? Dạ. Yeah. Bao nhiêu năm sống với nhau bây giờ những năm tháng mà lớn tuổi vậy đây thì lo lắng cho nhau. Dạ. Yeah. Dạ, yeah. Nhưng mà ông hai cũng trời thương là cho ông hai có cái sức khỏe á. Để ông hai lo được cho bà hai. À, mấy đứa nó tôi nói là có sức già, có sức. Dạ. Yeah. Nó vậy vậy, cũng dám hay chứ, nó không dám rồi sao mà nuôi bà được. Dạ, yeah. Chứ ở tuổi 92 như ông hai á, yeah. Nhiều ông cụ là yếu lắm rồi. Dạ. Yeah. Thậm chí đi không nổi nữa chứ đừng nói gì giặt đồ. Đúng không ông hai? Dạ. Yeah. Dạ, yeah. Nên là trời thương, Phật trời phù hộ cũng thương gia đình mình để cho ông hai có sức khỏe để lo cho bà hai. Dạ. Yeah. Nấu từ bữa cơm nè. Giặt từ cái áo nè, rồi xách nước này kia trong nhà, trong cửa, ông hai phải đi là phải làm suốt vậy đó. Dạ. Yeah. Nhưng mà con nói ông hai nè, trời nắng quá ông hai đừng ra làm cỏ nha. Dạ. Yeah. Chứ đừng có lội xuống mương, đừng có lội xuống mương nguy hiểm lắm. Ừ. Khi mình lội xuống mình lên không được á. Vậy chứ giật, còn một cái miếng vải, miếng vải vậy đó, bự lắm chứ. Dạ. Yeah. Không dám xuống. Dạ, yeah, thôi đừng xuống nữa. Dạ. Yeah. Rồi ông hai ở trên bờ làm gì đó rồi còn cỏ này kia thì lâu lâu con cháu về mượn con cháu làm. Thì mượn nó làm thì nó cũng chút rồi nó cũng đi thăm bà con ở lối xóm này. Dạ, yeah. Để con cháu làm đi ông hai chỉ trong nhà ngày nào không có con cháu về thì ông hai chỉ nấu cơm này kia để mà lo bà hai thôi, đừng có ra nắng, mùa này nắng nóng lắm. Ờ nắng, nắng dữ lắm. Dạ. Mà sao mà tối nó lạnh dữ không? Dạ, yeah, ban ngày thì nắng cháy da, đêm lạnh băng ngàn luôn á. Nhưng mà con thấy ông hai không có cái nón nữa. Có nón. Có nón mà ông hai không đội ha. Dạ, không, yeah, không có đội nón, nó nắng lên dữ lắm.
rồi sức khỏe ông hai lớn tuổi nữa rồi nắng nó là mình không có khỏe. Tôi muốn cho ba cái nón nữa nè. Dạ. Mấy thằng con cháu này kia nọ gì nó mua cho. Dạ. Vậy còn giống là ba cái. Dạ. Ông hai ngủ nhớ niệm Phật nghe ông hai. Dạ. Dạ. Ông cụ bà 100 tuổi cho ông hai sâu chuỗi đó, ông hai ban đêm ngủ niệm Phật nha. Dạ, đây là có cho nè. Dạ. Mà cho ba nữa, có cho ba không à. Dạ. Hai mới về cho. Dạ. Niệm Phật ngủ cho ngon, đặng kiếp sau gặp lại bà hai nữa. Dạ. Chắc gặp không được, người trước thì sao. Ông hai có mong muốn kiếp sau gặp lại bà hai không? Gặp lại mà biết được không, chắc không được quá. Cũng muốn ông hai ha. Dạ. Hôm nay con xuống đây thì được cô lành ở bên nước Mỹ á, gửi ông hai 2.500.000, con xin phép con gửi ông hai để dành mua đồ ăn ăn ông hai á. Dạ, con xin thưa cô lành, thì hôm nay con quay trở lại đây con thăm ông hai, con hôm trước cô gửi con tiền đó thì hôm nay con xin phép con gửi cho ông hai để dành mua đồ ăn ăn cơm. Bà hai nói xin tiền làm gì không hai? Tháng cái rồi mua bánh. Bà hai ơi, bà hai nói xin tiền mua gì bà hai? Mua mền đắp. Trời ơi. Trời ơi, trời mua. Cái mền đắp trên người rồi đó. Nhưng bà hai chắc lạnh lắm, hình như còn cái mền không hai? Hả? Hồi đắp cho bà hai hai cái mền luôn. Ờ, hai cái. Bà hai chắc lạnh lắm á. Ông hai biết tờ này nhiêu không? Hả? Ông hai biết tờ tiền này nhiêu không? Cái này thì con số 5 đứng đầu đó mà không biết nó phải 5 triệu không em đấy. 500 ngàn. 500 hả? Dạ. Rồi 500. Dạ 500. Đen tờ 500 nữa là 1 triệu. Đen tờ 500 nữa là 1 triệu rưỡi. Đen tờ 500 nữa là 2 triệu. Đen tờ 500 nữa là 2 triệu rưỡi. 2 triệu rưỡi này của cô lành ở bên nước Mỹ gửi tặng ông hai đó. Ông hai cảm ơn cô lành đi. Dạ. Vậy thôi, cô này thứ sáu đây không? Cô lành. Cô lành hả? Dạ. Vậy cô lành cũng thông cảm đối với tôi. Nghèo quá cơ, cô ơi. Không có mần gì được hết trơn luôn. Dạ. Mà còn mấy thằng mần được thì nó muốn đi chơi. Là con ông hai hả? Con. Sao vậy? Dạ. Là ông hai muốn cảm ơn cô lành đúng không? Do cuộc sống ông hai còn khó khăn quá, còn vất vả quá. Nghèo, con xin lỗi là ông hai nói nghèo quá đúng không? Dạ. Dạ. À, con cũng xin thay lời ông hai, con chân thành cảm ơn cô lành ở bên Mỹ đã gửi đến ông hai 2.500.000 ngày hôm nay. Con xin chúc cô cùng gia đình luôn vui khỏe, bình an trong cuộc sống, thân tâm thường an lạc. À, ông hai giữ gìn tiền rồi có muốn mua gì ăn á thì đón người ta mua ông hai ha. Dạ. Nói thì nói vậy thôi, ông hai cũng đừng có đi giăng lưới đồ này kia. Trời ơi, dạ. Sao tôi đi xuống mà dành mới rung ông ơi. Dạ. Lớn tuổi rồi, rồi chân cẳng không có khỏe như ngày trước nữa. Dạ. Rồi ông hai đừng có đi giăng lưới, đừng bắt cá nữa, chứ đừng có đi mần cỏ gì hết. Ông hai ở trong nhà đi, trời này nắng, mùa trời đi lúc trưa nè, ông hai ở trong nhà đi, đừng ra ngoài nắng nữa. Trời ơi, mà có tôi đó nghe chú, không có tôi đó là nó bờ cõi này kia nó cỏ không à. Dạ, ông hai làm cho nên sạch được vậy đó. Dạ. Dạ. Bao năm tháng vất vả cô chú anh chị, ở tuổi ông hai thì trải qua những năm tháng ngày xưa thì khổ cực, lúc mà ăn thời mà ăn độn khoai, độn chuối đó ông hai ha. Dạ. Dạ, thời đó ông hai nhớ không? Dạ, dạ. Dạ, rất là vất vả. Rồi tới thời điểm này thì tuổi lớn rồi, không còn sức để làm gì hết. Dạ. Chỉ sống nhờ vào đồng lương của nhà nước hỗ trợ hàng tháng. Thì hoặc là con cháu, nhưng mà con cháu thì nghèo quá, không có về đây ở với ông hai được. Cho nên là mọi việc ông hai phải làm hết, phải gánh vác công việc trong nhà. Nó tính nó tôi là chắc uống rượu dữ lắm. Mấy đứa cháu. Dạ. Hôm vài bữa cái nó mua rượu lại nó cho đồ cho. Mua rượu cho ông hai hả? Ờ, mua. Mà ông hai có uống không? Uống gì được mà uống vô thì nó say, làm sao mà đi bằng. Dạ, rồi sao mà con cháu đem rượu lại cho ông hai? Thì nó đem về, nó nói ông già rồi thôi, ông đừng có bằng gì cho ông. Để cho tụi con cho lo, lo cho mấy ông. Dạ. Con. Nhưng mà cho bánh cho gì chứ sao cho rượu ông hai? Cho bánh thì cho bà. À.
Cho bánh này cho bà hai, à, cho ông hai cho rượu. Cho rượu. Ông hai nó tính đâu tôi nhậu dữ lắm. Ờ, nói nhậu dữ lắm à. Tưởng đâu ông hai nhậu dữ lắm cái gì đem rượu lại cho. Dạ. Con không biết là ông hai dùng cái gì ăn cái gì cho nên là tiền này ông hai cứ muốn ăn gì ông hai cứ lấy mua nghe. Dạ. Ông hai mua đi rồi thỉnh thoảng á khi nào ấy con có đi ngang qua đây con ghé thăm ông bà hai. Dạ. Dạ, tại vì con cũng thương ông bà hai lắm, ở tuổi lớn như vậy đó mà còn phải lo cuộc sống hiện tại. Những hoàn cảnh ông bà cô chú mà con đi đến là ông bà hai là một trong những hoàn cảnh gặp khó khăn nhiều nhất. Dạ, con cũng đến nhiều nhất, con đến đây là hình như là 4 năm lần rồi đó. Dạ. 4 lần hay 5 lần rồi. Dạ, những lần đầu ở năm rồi thì ông hai còn khỏe hơn, còn xuống sông giăng lưới, ông hai còn đi đặt lờ bắt được cá sặc về ông hai mần cho bà hai ăn. À. Nhưng mà năm nay thì ông hai hết làm nổi rồi. Hết rồi. Con hỏi ông hai như bây giờ trong lòng ông hai suy nghĩ ông hai có mong ước điều gì không hai? Có mong muốn cái gì không hai? Có mong muốn gì nữa, có mong muốn cái hàng hay cái mong muốn gì nữa. Nó yếu sức rồi. Yếu sức rồi. Ừ. Ông hai nói với con nghe đi, một bữa ông hai ăn được mấy chén cơm? Dạ, ông bữa được 2 chén. Ông bữa được 2 chén ông hai ha. Còn ngủ thì bị nhức tay nhức chân. Dạ. Dạ. Nhưng mà quá nhiều công việc hàng ngày để ông hai làm. Mệt lắm ông hai ha. Dạ. Dạ. Tôi mần không có gì trơn hết trọi luôn, có cái búa với cái dao không mà mần có. Dạ. Thôi mấy chuyện đó để khi nào con về mượn con làm. Mượn con cháu của ông hai làm á. Trời ơi, làm gì mần thúc thì vô rồi. Nhưng mà ông hai lớn tuổi, ông hai ở trong nhà lo cho bà hai được rồi. Đi làm mệt lắm. Ông hai đi làm đâu ai nấu cơm cho ông hai ăn đâu. Thì đâu có. Thì mà miếng mần làm đói bụng rồi vô. Dạ. Yeah. Thôi tôi vô, tôi nghỉ nghe bà. Mấy nghỉ nấu cơm cho bà ăn. Dạ. Lạnh. Ông hai nói ban đêm ngủ ông hai bị nhức hả? Nhức tay nhức chân. Dạ. Con thì nhận rất nhiều thuốc của chị Diệp Phạm ở bên Mỹ như chị Dân Dòng cũng như là chú Minh La với cô Năm, nhưng mà con thấy ông hai thì con xin lỗi nha. Dạ. Ông hai lúc nhớ lúc quên con không dám gửi thuốc kia cho ông hai uống, tại thuốc kia nhiều thứ thuốc lắm. Dạ. Cái này thì nó dễ nhất. Này là của chú Minh La với cô Năm ở bên nước Mỹ á, này là thuốc trị nhức với đau bao tử ông hai. Dạ. Hay lắm. Ông hai uống lần bịch nhỏ này nghe. Một bịch hết chứ đó nha. Dạ, một lần mình uống hết bịch này. Dạ. Một buổi sáng ăn cơm rồi ông hai uống nha. À. Cho nên tất cả các loại thuốc ông hai đều phải ăn rồi mới được uống. Dạ. Mình no bụng mới uống thuốc. Rồi buổi chiều ông hai vẫn uống bịch này. Vài hôm nó sẽ hết hả? Cái này nó đôi hả vậy? Dạ. Hả là uống hết chân cái này ha? Dạ. Mấy này viên nhỏ nhỏ không hà, ông hai uống đi. Dạ. Đó, con gửi ông hai 5 bịch. 5 bịch lớn, mỗi bịch này có 10 bịch nhỏ. Rồi ông hai để dành, ông hai uống nghe, uống nước nhiều vô nghe ông hai. Dạ. Mỗi một lần một bịch thôi. Dạ. Cái này là của chú Minh Minh La bên nước Mỹ với cô Năm bên Mỹ á, nhờ con mua. Con nãy con nghe ông hai than là ban đêm ngủ nhất đó. Dạ. Con gửi thuốc này cho ông hai uống để cho nó hết nhất, có khỏe khỏe giặt đồ cho bà hai. Dạ. À, hôm nay con đến đây con thăm ông hai, con chúc ông hai nhiều sức khỏe, luôn mạnh khỏe, mạnh giỏi ông hai ha. Để có sức khỏe lo cho bà hai, lo cho cuộc sống phía trước. Chứ giờ con cháu không có về thì tự ông hai phải làm, cũng cực lắm. Con cũng xin phép ông hai con về ông hai nha. Dạ. Dạ. Con một lần nữa xin chân thành cảm ơn cô Lành ở bên nước Mỹ đã gửi yêu thương đến ông hai ngày hôm nay, cũng như chú Minh La và cô Năm. Chúc quý ông bà cô chú anh chị, quý mạnh thường quân, quý nhà hảo tâm luôn vui khỏe, bình an trong cuộc sống, thân tâm thường an lạc. Nghĩa xin chân thành cảm ơn quý ông bà cô chú anh chị đã quan tâm theo dõi video của Nghĩa thời điểm này. Nghĩa xin kính chúc quý ông bà cô chú anh chị luôn vui khỏe và hạnh phúc bên gia đình. Ông hai ngủ nhớ niệm Phật nghe. Dạ. Dạ. Con chào ông hai con về. Dạ. Dạ.